Xin chào tất cả các anh chị em yêu Lan. Hôm nay thì mình làm video này để chia sẻ với lại toàn thể các anh chị em cách để chúng ta nhận biết cây lan của chúng ta nó bị thừa nước hoặc là nó bị thiếu nước. Khi mà anh chị em trồng cây lan và anh chị em quan sát cây lan, nếu như mà thấy cái cây lan của chúng ta nó có cái biểu hiện khác thường, ví dụ như là cây lan nó không phát triển được, nó không lớn được, hoặc là cây lan của chúng ta nó tự nhiên nó bị héo cái lá lại, thì nguyên nhân nó chủ yếu là do hai cái nguyên nhân, đó là nguyên nhân thừa nước hoặc là thiếu nước. Thì đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với anh chị em cách để chúng ta nhận biết cái rễ của cây lan nó bị thừa nước. Anh chị em quan sát cái rễ của cây lan nha các bạn nhé. Bình thường thì cái rễ của cây lan thì nó sẽ có màu xanh và màu trắng như thế này, và cái đầu rễ thì nó sẽ có một cái đầu rễ xanh như thế này. Đấy. Và để mà nhận biết được cái rễ của cây lan nó bị thừa nước ấy, thì thường thì những cái rễ mà nó bị thừa nước thì nó sẽ có cái màu vàng hoặc là có cái màu nâu sẫm. Đây, như cái này thì nó có cái màu hơi vàng. Thế tuy nhiên thì để mà nhận biết được nó hỏng hay không thì các bạn chỉ cần là các bạn lấy cái tay, các bạn nắn vào. Nếu như mà cái rễ của cái cây lan ấy mà nó vẫn cứng thì tức là cái rễ đó nó không vấn đề gì, nó chưa bị làm sao cả. Và nếu như mà nó đã chuyển sang cái màu vàng hoặc là chuyển sang màu nâu thì nó có, tức là cũng có trường hợp là nó chưa bị hỏng. Thế nhưng mà dần dần thì nó sẽ bị hỏng. Thì khi mà quan sát thấy những cái rễ lan mà nó không có cái màu xanh hoặc là màu trắng bình thường thì anh chị em cần phải điều chỉnh cái lượng nước tưới. Thì những cái trường hợp đó mà nó có những cái màu nâu này hoặc là có màu vàng thì anh chị em cần phải tưới ít nước đi. Thì ở vườn của mình ở đây thì thường thường thì mình sẽ quan sát cái giò lan của mình. Thứ nhất là quan sát về cái lá. Nếu như mà anh chị em thấy cái lá của cái cây lan nó láng bóng và cái ngọn của nó mở ra ấy, vừa là những cái kia nó mở ngọn ra. Đấy, nó mở ngọn ra như thế này. Đấy, mặc dù là cái kia nó chưa có rễ, thế nhưng mà nó vẫn mở ngọn ra như này. Thì những cái chậu lan này của mình thì thường là nó đang thì đủ nước và đủ chất dinh dưỡng. Thì anh chị em, rất nhiều anh chị em hỏi mình là ngày tưới cho cây lan bao nhiêu lần. Thì thực ra cái này thì nó không căn cứ vào cái gì cả. Tại vì có những vườn thì một ngày chỉ tưới một lần thôi. Có những vườn 2 ngày mới tưới một lần và có những vườn một ngày phải tưới đến 2 lần. Thì nó tùy vào điều kiện của từng vườn mà chúng ta căn cứ vào để chúng ta tưới cho cái cây lan. Và theo kinh nghiệm của mình thì mình thường là mình quan sát. Ví dụ như các bạn thấy rằng là cái chậu lan này của mình thì các bạn thấy rằng là những cái cây lan này, những cái kỳ lan này nó đang phát triển tốt, nó không vấn đề gì cả. Và những cái kỳ ở trên thân nó cũng đang thì phát triển tốt, mặc dù là nó chưa có rễ, nhưng mà tất cả những cái kia này thì nó đều bụ bẫm và nó phát triển một cách tốt. Thì chúng ta quan sát như thế trước, sau đó thì cái giá thể này thì các bạn thấy ở trên này thì nó khô, thế nhưng mà bới xuống, các bạn bới xuống thì khi mà xuống dưới thì các bạn thấy rằng là đây, ví dụ như cái rêu này thì nó vẫn ẩm nha các bạn nhé. Nó ẩm thì chúng ta không cần phải tưới. Đấy, thì ở vườn của mình đây thì buổi sáng mình đã tưới rồi và đến bây giờ buổi chiều thì mình không tưới nữa và mình đến sáng mai thì mình mới tưới thôi. Đây, những cái rễ mà nó hỏng ấy thì như cái rễ này này các bạn này. Các bạn bóp vào nó mềm, nó có cái độ lún vào thì nó đã hỏng rồi, thì thường thì các bạn tút ra thì nó sẽ có một cái xương ở bên trong. Đấy, có một cái xương ở bên trong. Đây này. Đấy, nó có một cái xương như này ở bên trong nha các bạn nhé. Tức là nó bị tụt đầu rễ ra. Đây, nó chỉ còn cái xương như này thôi. Đấy, thì là nếu như mà nó có biểu hiện đó thì anh chị em tưới ít nước đi. Và anh chị em kiểm tra xem là cái rễ của nó còn đảm bảo hay không. Nếu cái rễ nó bị thối rồi thì anh chị em cắt rễ đi và chúng ta cắt rễ đi. Còn nếu như mà nó thối hết rễ thì anh chị em cắt hết đi và anh chị em nhổ ra để trồng lại. Đấy, còn đối với lại cái kỳ lan mà nó bị thiếu nước thì thường thì những cái kỳ mà nó thiếu nước ấy, thì nó sẽ có một cái biểu hiện, đó là cái lá của nó sẽ khô lại. Mình sẽ tìm một cái
kỳ như thế để anh chị em xem. Một kỳ nó bị thiếu nước để anh chị em xem nhé. À đây rồi. Đây. À, khi mà anh chị em quan sát thấy cái lá của cái cây lan nó héo. Nó héo và nó mỏng cái lá ấy. À, bình thường thì cây lan nó hút được nước, nó đủ nước ấy, thì cái lá của cái lá lan bao giờ nó cũng rất là dày. À, nó rất là dày và nó khỏe. Còn cái kỳ mà nó không đủ nước ấy, thì bao giờ nó cũng héo. Và anh chị em sờ vào thì thấy lá nó mềm. Nó mềm như này đấy. Và cái rễ thì anh chị em quan sát và bóp vào thì thấy nó có cái biểu hiện lún vào. Và nó có cái màu vàng như này này các bạn này đấy. Như này là cái rễ của cái cây này nó rất là yếu rồi. Đấy à, nó rất là yếu rồi à. Và quan sát thêm đối với một số cái kỳ à, mình sẽ cho anh chị em xem à, đây. À, bình thường thì nó sẽ có những cái đầu xanh nha các bạn nhé. Những cái đầu rễ màu xanh. Đầu rễ màu xanh. Thế nhưng mà cái đầu rễ này này, nó bị tù lại, nó bị ngắn lại. Nó cứ rụt cái đầu rễ này lại, Thì tức là cái kỳ này, những cái rễ này nó đang bị thiếu nước. Đấy, nó đang bị thiếu nước nên là nó bị tù cái đầu rễ lại. Rồi là đây, ở bên đây. Đây các bạn thấy rằng là đây cái này này, mình để ở đây và nó không có giá thể đã rất là lâu rồi. Anh chị em nào xem cái kênh của mình thì sẽ biết được là cái này mình để ở đây lâu rồi. Và đây các bạn thấy rằng là đây này, cái rễ như cái rễ này nó đang là bị thiếu nước này các bạn này. Đây này, cái đầu rễ này nó tù lại như này. Nó tù lại như này. Nha các bạn nha. Nó bị cứ rụt lại. Và cái đầu xanh này nó rất là ít. Đấy, rồi là đây. À đây không phải. Đây các bạn thấy rằng là đây, nó vẫn đang đi rễ nhánh này các bạn này. Đấy. Cây này của mình để ở đây chắc phải đến gần một năm rồi. Cái này này, mình để gần một năm rồi. Không có giá thể. Thế nhưng mà các bạn thấy rằng là nó vẫn đi những cái rễ nhánh này này các bạn này. Đây này. Đấy. Vẫn đi những cái rễ nhánh. Đây này. Vẫn ra những rễ nhánh. Rồi. Đây là nó đủ cái độ ẩm. Tại vì nó, đây này nó đang hướng xuống phía dưới. Và ở dưới này có nước này các bạn này. Ở dưới này có nước nó bốc hơi lên này. Rồi là những cái kỳ này. Kỳ này là cái kỳ mà mình phục hồi đây này các bạn này. Anh chị em nào mà xem cái video cách đây khoảng 1-2 ngày, 2-3 ngày thì các anh chị em sẽ thấy. Đây, mình phục hồi đây. Các bạn thấy rằng là cái kỳ này là kỳ huyền thoại mà mình vẫn làm. Kỳ này là những kỳ huyền thoại mà mình vẫn làm video chia sẻ với anh chị em đó. Là hai cái kỳ mà mình để hơn chục ngày mình không trồng. Và đến hôm nay chắc nó phải cũng đến gần 20 ngày rồi. Và mình phục hồi thì các bạn thấy rằng là cái đầu rễ của nó đây này. Đây này. Trước đây thì khi mà chưa phục hồi thì cái đầu rễ này này, chỗ này này, nó tóp lại. Thế nhưng mà đến nay phục hồi ổn định rồi thì cái đầu rễ của nó phát triển, nó to ra. Nó xù cái đầu rễ ra. Và cái lá này, cái lá này thì nó đã cứng cáp lên rồi. Đấy. Rồi là đây, anh cho anh chị em xem. Cho anh chị em xem những cái kỳ này nhé. Đây này, các bạn thấy cái này sẽ nhìn rất là rõ này. Đây các bạn thấy rằng là cái rễ dài nhất này này. Thì khi mà mình chưa phục hồi thì nó tóp lại. Tóp lại. Và đến khi mà nó phục hồi thì cái đầu rễ dài nhất này nó đang thì tù ra, nó đang thì to cái đầu rễ này ra này. Đấy. Và khi mà mới phục hồi thì nó như những cái rễ mà ở ngón tay út của mình đây này. Đấy. Nó tóp lại như thế. Và đến bây giờ thì nó xù cái đầu rễ này ra. Chính tỏ là nó đang thì phục hồi và nó đang hút được nước. Kỳ này là kỳ Hồng Yên Thủy. Đấy. Đấy. Tất cả những cái kỳ mà mình phục hồi ở đây thì anh chị em thấy rằng là nó
cái bộ rễ của nó. Đây, kỳ này cũng là cái kỳ thứ hai mà mình phục hồi trong số hai cái kỳ mà mình mười mấy ngày mình không trồng đây anh chị em ạ. Đấy, như thế này thì các bạn mang ra trồng thì sẽ đảm bảo nha các bạn nhé. Mang ra trồng thì nó sẽ đảm bảo và nó sẽ phát triển một cách mạnh luôn. Đấy, thì khi mà chúng ta trồng lan thì nếu như mà cái cây lan của chúng ta mà nó bị thiếu nước ấy, thì anh chị em phục hồi bằng cách là pha 1 lít nước với lại 5 giọt B1, 1 giọt Super Thai và 3 giọt Antonic, và mình cho vào trong này, mình ngâm khoảng độ từ 10 phút cho đến 1 tiếng. Thì có những anh chị em hỏi mình bảo là tại sao lại có video hướng dẫn là ngâm 1 tiếng, còn có video lại hướng dẫn ngâm có 10 phút thôi. Là tại vì như thế này nha các bạn nhé. Đối với lại những kỳ mà nó còn cứng cáp thì anh chị em chỉ ngâm nó khoảng độ 10 phút thôi. Còn đối với lại những kỳ mà nó bị héo teo tóp đi rồi, nó không có rễ mà nó héo teo tóp đi, thì như cái này nó không có rễ và nó đang héo này, thì anh chị em có thể ngâm 1 tiếng nó không sao cả. Tại vì nó đang thì mất nước, và trong cái thân của nó không có chứa nước nữa, thì chúng ta ngâm thì nó không bị thối. Thế nhưng mà cái cây mà nó đang thì vẫn có nước ở bên trong, nó chỉ bị sốc cục bộ thôi, thì anh chị em ngâm 1 tiếng thì nó thừa nước, thì nó rất dễ bị thối cái cây lan. Nên là mình hướng dẫn như thế nha anh chị em nhé. Đấy, thì anh chị em ngâm vào 1 tiếng, sau đó anh chị em vớt ra và anh chị em để vào trong một cái chậu, và ở dưới thì nó có một lớp dớn dày khoảng độ 5 phân, và anh chị em tưới nước cho nó. Và theo cái phương pháp này ấy, thì khoảng độ 5 ngày thì anh chị em lại tưới lại cái dung dịch mà mình vừa hướng dẫn nêu trên, tưới lại cho nó một lần. Và những cái giữa những ngày đó ấy, nếu như mà có dịch nha đam ấy, thì anh chị em phun cái dịch nha đam cho nó. Tức là giữa cái khoảng cách 5 ngày đó thì anh chị em tưới dịch nha đam, thì nó sẽ sớm ra rễ và sớm phục hồi. Đặc biệt là đối với lại những cái kỳ mà nó bị héo lá như này, hoặc là những cái kỳ mà nó bị thối hết rễ rồi ấy, thì anh chị em cũng cắt hết rễ đi và anh chị em phục hồi theo cái phương pháp này. Và đến khi nào mà cái kỳ đó nó nhú ra được những cái rễ như thế này thì anh chị em mang ra trồng thì nó sẽ đảm bảo và nó sẽ an toàn nha các bạn nhé. Và anh chị em chú ý cho mình là sau khi mà anh chị em làm như thế thì anh chị em hãy để cái chậu lan vào trong cái vị trí râm mát nhất và anh chị em phục hồi cho nó, và đến khi nào nó có rễ thì anh chị em mang ra trồng. Rồi, mình xin kết thúc video chia sẻ hôm nay ở đây. Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.